Em ở đây nè. Anh sao bây giờ em mới tới? Em đợi không trong cụ hồ cũ, em biết em dạy đời. Đừng để nó biết nha. Không gì đâu, em nhận anh họ đấy. Anh cũng nhớ em lắm. Anh hỏi nè. Em chuyển hết tiền vô tài khoản của anh chưa? Lúc nào gặp cũng tiên. Tất cả người đâu cũng hồng luôn mà cũng không thèm hỏi thăm nữa. Anh có mua cho em ly trà chanh nè, uống đi cho đỡ khát. Uống. Bà con mê gì đó mà hụt cũng loay cũng hồng luôn á. Hồi nãy anh khát quá cho nên anh uống hết rồi. Thôi lát nữa anh dẫn em đi uống nước mía nha. Sao vậy? Sao em? Sao đó anh? Chừng nào em chuyển hết tiền vô cho anh. Không, nhớ nha, dễ thương lắm đó. Khốn nạn! Sao cướp vợ tao? Anh ơi, anh tha cho em đi, lần trai không dám vậy nữa đâu. Cho mày chừa cái tội cướp vợ người ta.